Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ quanh ta, tin tức ngày 16 tháng 7 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Đà Nẵng ghi nhận 27 ca mắc COVID-19 trong ngày, một ca chưa rõ nguồn lây. Và theo thông tin từ báo Người Lao Động thì trong 27 ca mắc mới ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng thì có một ca là người bán quần áo ở chợ phát hiện dương tính khi đến bệnh viện khám. Chiều ngày 15 tháng 7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cho biết trong kỳ báo cáo từ 13 giờ ngày 14 tháng 7 đến 13 giờ 15 tháng 7, thành phố ghi nhận tổng cộng là 27 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đáng chú ý ở đây, trong số đó có một trường hợp được phát hiện trong cộng đồng và hiện chưa rõ nguồn lây. Cụ thể, bệnh nhân DTM, bệnh nhân 38488, sinh năm 1959, trú tại quận Cẩm Lệ, làm nghề bán quần áo tại chợ Hòa An. Trong 14 ngày gần đây, thì bệnh nhân này nghỉ bán ở nhà ngày 15 tháng 7 do thấy mệt và có triệu chứng ho, sốt nên bệnh nhân đi khám ở bệnh viện giao thông vận tải, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Trong số bệnh nhân còn lại thì có 18 người liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Việt Hòa, khu công nghiệp Hòa Khánh. 5 trường hợp thuộc chuỗi lây nhiễm bệnh nhân VHB, trú tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, phát hiện dương tính vào ngày 10 tháng 7. 2 ca thuộc chuỗi lây nhiễm bệnh nhân BQ, đường Tản Đà, quận Thanh Khê. Ngoài ra thì có một ca là giáo viên tại trường trung học cơ sở Phan Chu Trinh, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, về từ thành phố Hồ Chí Minh và được cách ly tại khách sạn Seven Sea Đà Nẵng. Tính từ ngày 10 tháng 7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận thêm 72 ca mắc COVID-19 mới. Và đó là thông tin ngày 16 tháng 7 năm 2021. Và nếu anh em thấy thông tin này bố thì hãy đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment để cho biết ý kiến của anh em ở trong video của tôi. Và nhớ đừng quên đăng ký vào chuông để theo dõi những thông tin về COVID-19 mới nhất trong ngày. Tạm biệt.